Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, thì hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái vận hạn của tuổi Dần năm 2021 và cách hóa giải vận hạn tuổi Dần đối với vật phẩm phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo quý vị nhé. Theo quan niệm về tử vi thì số mệnh mỗi người sẽ đều khác nhau, nhưng mà có một cái điểm chung đó chính là ai cũng phải trải qua những khoảng thời gian mà sẽ được gặp may mắn và cũng sẽ gặp những cái điểm xui. Điều này thì sẽ được dự đoán dựa trên những nghiên cứu về chiêm tinh học kết hợp với lại ngũ hành và sự tương hợp của những cái yếu tố mà như tuổi và mệnh của mỗi người. Mỗi sự nghiệp phát triển thuận lợi, gặt hái được thành công đều có, ngoài cái sự cố gắng không ngừng nghỉ thì đều có thêm một cái thứ nữa, đó chính là cơ hội may mắn cho mình. Năm 2020 thì đã sắp kết thúc, chúng ta sẽ chào đón năm mới 2021 và cũng là một cái kỷ nguyên mới, một trang mới hoàn toàn để giúp cho quý vị và các bạn sẽ có một cái cơ hội mới. Đây là thời điểm mà con giáp tuổi Dần sẽ có thể đổi đời, bứt phá ngoạn mục. Vậy thì cái vận trình của cái tuổi Dần năm 2021 như thế nào? Thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé. Tuổi Dần đấy. Quý vị thân mến, bước sang năm 2021 tức là năm Tân Sửu, tuổi Dần có vận thế khá bình thường. Nhưng mà tuổi Dần thì phần nào cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, do ngũ hành của Thái Tuế là Sửu âm thổ xung phá với lại Dần dương mộc sẽ có khá nhiều khó khăn. Tuổi Dần năm 2021 có địa chi Dần mộc tương sinh với Thái Tuế Sửu thổ, sinh ra sao chính tài là Cát Tinh. Sau này thì sẽ giúp cho bạn thúc đẩy cái sự việc hợp tác, mang lại những cái lợi ích cho tài vận của mình. Bản mệnh nhờ cát khí từ sao chính quan cũng có ít nhiều thăng tiến trong sự nghiệp. Chính vì vậy mà bạn cũng lại có cái sao gọi là sao, còn có Hồng Loan là sao đào hoa chiếu mệnh. Cái năm nay tình duyên thì sẽ vượng hơn. Năm nay tuổi Dần sẽ gặp phải hung tinh tuế sát dẫn theo sao Bạch Phù cùng cô thần quả tức đều mang những điểm xấu đến. Bản mệnh sẽ cảm thấy tinh thần có phần khó chịu, bức bối do sao cô thần trực tiếp ảnh hưởng tới cảm xúc. Vì thế mà thường hay những suy nghĩ thì nặng nề. Xét về đường tài lộc thì do Tân Kim độ xuất chính quan, Sửu âm thổ lộ xuất chính quan tài, tài quan dưỡng sinh cho nhau, nên là về cơ bản mệnh chủ sẽ không phải lo lắng nhiều về tài lộc của mình. Tài lộc trong năm Tân Sửu chủ yếu là những nguồn phụ thu, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi cho bạn, thế nên là đừng ham đầu tư dài hạn bạn nhé, sẽ gặp những cái khó khăn trở ngại bất chắc đó. Để tốt cho mình hơn về con đường tài lộc thì Thầy Gia Cát có khuyên quý vị và các bạn sử dụng cái vật phẩm phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo để có thể hóa giải cái vận hạn xui rủi của mình và đem lại những điều may mắn cát tường. Quý vị thân mến, trên tay sẽ là cái vật phẩm phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm này được chế tác từ bạc S990. Đây là chất liệu được dùng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, hóa sát. Cạnh bên của hình Minh Quang Pháp Bảo này là 6 cạnh lục giác, có in hình cái bộ chú Umbani Padme Hum. Đây là bộ chú rất nổi tiếng ở bên Tây Tạng. Mặt trước của Minh Quang Pháp Bảo sẽ in hình bông sen và hình cầu pha lê. Cầu pha lê trong suốt, nhìn xuyên suốt các bạn nhé. Nhìn từ mặt sau của cầu pha lê, quý vị và các bạn sẽ nhìn thấy hình Quan Thế Âm Bồ Tát và bài kinh kệ, tượng trưng cho ý chí sức mạnh của Bồ Tát, của đường Phật, của nhà Phật. Minh Quang Pháp Bảo sẽ được Thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Tâm Linh Việt khai quang trì chú và xem ngày giờ cho quý vị và các bạn trước khi sử dụng vật phẩm. Đây. Nhìn rõ nét. Mặt trên sẽ có một cái quy để có thể thay dây nhé. Hiện tại thì Minh Quang Pháp Bảo đang phối cùng với lại cái dây da màu đen, nhìn trông cũng rất là sang chảnh. Nhưng nếu mà quý vị và các bạn không muốn đeo cái dây da màu đen này thì có thể thay bằng cái dây bạc cũng được, thì sẽ rất là đẹp. Nam nữ đều sử dụng được.
Để thỉnh cái vật phẩm Minh Quang Pháp Bảo này, quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể thỉnh vật phẩm này nhé. Cách thứ hai đó là truy cập vào website phongthuymayman.vn để đặt trực tiếp trên website. Cách thứ ba đó chính là hãy để lại họ tên, thông tin ngày tháng năm sinh và địa chỉ cụ thể. Sẽ được các thầy gia cát và các thầy trong Hiệp hội Tâm Linh Việt xem ngày giờ cho quý vị. Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn nữa trong công việc, trong cái sự nghiệp của mình. Và đừng quên hãy thỉnh cho mình một cái vật phẩm phong thủy để cải mệnh, có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.